Sau xét nghiệm ai cũng nên làm một năm trên lần ở độ tuổi 30-40 để phòng tránh bệnh tật. Bước vào tuổi 30-40, bạn đừng lơ là những xét nghiệm tầm soát ung thư và bệnh tật cho bản thân. Ngược lại, muốn khỏe mạnh, bạn nên thực hiện 7 xét nghiệm sau. Nếu muốn khỏe mạnh, trước khi bước vào tuổi 40, bạn nên cần thiết thực hiện các xét nghiệm sau. Việc thực hiện các xét nghiệm giúp bạn tầm soát được bệnh tật, nhất là với bệnh ung thư. Ngoài ra, chúng cũng giúp bạn kịp thời phát hiện các triệu chứng của bệnh ung thư và giúp điều trị các loại bệnh đang có để có sức khỏe tốt nhất. Xét nghiệm HPV, khi có quan hệ tình dục, bạn sẽ có nguy cơ đối mặt với sự viêm nhiễm HPV. Được biết, ít nhất một nửa số người có quan hệ tình dục sẽ mắc phải HPV ở một số thời điểm trong đời. Song nhiều người sẽ không biết đến sự tồn tại của chúng và cũng không có triệu chứng gì. Bởi thế, mọi phụ nữ trên 21 tuổi, đặc biệt là những người có nguy cơ, nên thực hiện xét nghiệm này. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, bạn nên thực hiện lại xét nghiệm 3 năm trên lần cho đến khi bạn 40 tuổi và mỗi năm một lần khi đã bước qua tuổi 40. Trong xét nghiệm HPV, bác sĩ sẽ lấy một mẫu tế bào từ cổ tử cung, như với kiểm tra PAP. Các tế bào sau đó sẽ được phân tích trong phòng thí nghiệm. Kiểm tra này có thể xác định 13 hoặc 14 loại HPV gây hại cao có liên quan tới ung thư cổ tử cung. Chụp sờ quang tuyến vú, theo dân trí từng đưa tin, ngay cả khi chưa sờ thấy khối u, cục ở vú thì chụp X quang tuyến vú cũng có thể phát hiện những mầm mống còn rất nhỏ này. Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ cần chụp X quang tuyến vú định kỳ để phát hiện nguy cơ. Đây cũng là xét nghiệm mà mọi phụ nữ nên thực hiện mỗi năm trước 40 tuổi để phát hiện ung thư vú. Nguy cơ ung thư vú gia tăng cùng độ tuổi và việc chẩn đoán ở giai đoạn đầu giúp ích trong việc điều trị bệnh ung thư vú kịp thời, hạn chế nguy cơ phải cắt vú hay tử vong. Nhiều phụ nữ hiện nay e dè việc chụp X quang tuyến vú vì lo ngại tia X tăng nguy cơ gây ung thư. Nhưng Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa từng chia sẻ rằng, chụp X quang tuyến vú là an toàn, không gây nguy cơ ung thư như nhiều người lo ngại. Lý do vì X quang tuyến vú chỉ cần một lượng nhỏ tia X không thể là tác nhân làm tăng nguy cơ ung thư vú được. Đây là một phương pháp thăm khám trực tiếp phần đại tràng, ruột già nhờ vào một ống soi mềm nhỏ đường kính khoảng 1cm, đưa vào qua hậu môn. Nhờ quan sát hình ảnh trên máy soi, bác sĩ có thể biết được các bất thường đang xảy ra bên trong ruột. Từ đó, có được chẩn đoán và phương pháp điều trị thích hợp. Trước 40 tuổi, bạn nên thực hiện nội soi đại tràng ít nhất một lần trên năm. Nếu gia đình có người mắc bệnh thì bạn nên thực hiện xét nghiệm này trước tuổi 35. Nội soi đại tràng là một thủ thuật tương đối an toàn, ít tai biến. Do đại tràng dài và gập góc hoặc xoắn, nên khi soi bệnh nhân cảm thấy đau. Xét nghiệm carcinoma antigen K125. Đây là xét nghiệm quan trọng nhằm chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh ung thư buồng trứng. K125 huyết tương tăng trong ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung. Có thể tăng trong các bệnh lý thanh dịch như cổ trướng, viêm màng tim, viêm màng phổi, viêm màng bụng. K125 có vai trò chủ yếu trong chẩn đoán ung thư buồng trứng, đánh giá sự thành công của điều trị và theo dõi tiến trình của bệnh. Là loại khối u phổ biến nhất của tuyến yên và thường là lành tính. Khối u thường phát triển ở phụ nữ nhưng cũng được tìm thấy ở nam giới. Nồng độ cao của hormone này trong máu có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của bạn đang gặp nguy. Điển hình như mắc bệnh gan, tuyến giáp hay thậm chí là vô sinh. Mọi người nên thực hiện xét nghiệm này hàng năm trước khi bước sang tuổi 40. Siêu âm bụng và vùng chậu, nhiều người thường thờ ơ và hay bỏ qua các dấu hiệu như đau dạ dày và đau ở vùng xương chậu. Tuy nhiên,
bạn đừng phớt lờ nó, nhất là khi bạn đã bước qua tuổi 30. Thực tế, việc siêu âm bụng hoặc vùng chậu có thể giúp phát hiện được các bệnh ung thư như ung thư buồng trứng, tử cung ở giai đoạn sớm. Chính điều này tạo điều kiện cho bạn có các biện pháp điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.